Tiếp tục thông tin về vụ trẻ ở cơ sở mầm non Mầm Xanh ở thành phố Hồ Chí Minh bị bảo mẫu đánh đập, dọa dẫm. Ngày hôm nay, phụ huynh của một cháu bé bị đánh đập trong clip bạo hành cho biết, các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh đã thăm khám tâm lý cho cháu bé. Chẩn đoán ban đầu được cho là bé bị rối loạn ám ảnh sợ. Chị Trần Thị Thu Thủy, mẹ bé Nguyễn Quang Khải 5 tuổi cho biết, bác sĩ ghi nhận bé khá hiếu động, hơi hấp tấp, thích được động viên. Bác sĩ cho biết bé có khả năng bị rối loạn ám ảnh sợ. Gia đình cần đưa bé 1 tuần 3 ngày đến viện để các chuyên gia tâm lý chơi và trò chuyện. Trước đó, mẹ của Khải đã cho bé chuyển trường ra khỏi trường mầm xanh trước khi vụ việc bị vỡ lở khoảng 20 ngày. Vì thấy bé có triệu chứng giống như tự kỷ hay tự cào cấu mình và ít giao tiếp. Khi đi học với cô giáo mới ở trường mới, bé Khải hay có phản ứng sợ hãi, hay lủi thủi một mình, né tránh khi người mới làm quen, dè chừng, có khi cào cấu để tự vệ. Chỉ có mẹ thì bé mới nói chuyện vì thấy an toàn. Bệnh viện cũng tư vấn với những bé bị rối loạn ám ảnh sợ hãi thì can thiệp trị liệu tại trường học bằng cách giáo viên chơi cá nhân với bé trong một phòng riêng, tạo sự làm quen ban đầu gắn kết với một cô giáo. Sau khi bé đã sẵn sàng và quen thân với cô thì có thể tập cho bé chơi cùng với cả một hai bạn khác trong phòng đó. Song song với đó, gia đình nên dẫn bé đến những nơi vui chơi như công viên, nơi có nhiều trẻ đồng trang lứa để trẻ dần dần lấy lại được sự tự tin như trước.